Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của ngoại, tiếp tục để ngoại giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép giống siêu ông Bình lại ha. Hàng chơi Tết năm 2025 được cho cô chú anh chị mình sưu tầm chơi Tết ha. Mức giá chỉ từ 350 ngàn một cây đến 450 ngàn một cây, là bà ngoại sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho ngoại nha. Không có thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn ngoại để ngoại chào giới thiệu và giao lưu ha. Bà ngoại chào bà con ngoại. Thì cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay cũng có lên một clip mây vàng bánh tre và cũng có nhiều loại giống mới. Mình vừa lấy bo và mình vừa chơi Tết cũng rất là thuận tiện nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình mà thương nhà vườn xem qua mà ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Mã số là 31M ha. Là một cây xuông Bình Lợi luôn ha. Hôm nay lên cũng là 10 cây ha cô chú anh chị ha. 10 cây Bình Lợi. Rồi, ngoài đông số cái này con ha. Hàng phâm lùng hơn tiết cô chú anh chị. Cây này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là được 55. Tán ngang là 54. Rồi. Thì cái này mình giao lưu như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua nhìn thấy cái cây này á, là cái đế của nó cũng có hơi quái quái nè, cũng đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cái tàn cũng tròn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 350 thôi nha. Rồi 350 cô chú anh chị ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 32M nha cô chú anh chị, một cây Bình Lợi nữa ha. Cái tàn ngon lành luôn. Rồi, ngoài đông sớm cái thèm con ha. Cây này hoành được 13. Có đế luôn ha. Chiều cao là được 60. Tán ngang là được 65. Rồi, cái này giao luôn như đây ngoài. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ có 400 thôi nha, coi như cũng có giảm giá rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đã cây. Rồi tiếp theo cây mã số 33M nha cô chú anh chị ha. Một cây xua mình lại tiếp tục cô chú anh chị ha. Hàng cho Tết được cô chú anh chị ha. Nè, cây lên nụ kim hết nha cô chú anh chị. Lên cửa lên nụ kim hết trơn ha. Rồi, ở đâu số này em con ha. Cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là được 62. Tán ngang là được 58. Rồi. Rồi cái này giao lưu như đây ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thứ nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ có 400 thôi nha. Rồi, ok. Rồi tiếp theo cây mã số 34M nha cô chú anh chị. Rồi cây xua mình lại nữa ha, cái tàn nè. Cái cây này đa phần ghép 3 bo hết cô chú anh chị ha. Nè, lên nụ kim hết trơn cô chú anh chị ha. Nè, lên nụ non hết rồi đó. Rồi ngoài đó hôm số này em con ha. Chơi Tết ok giùm em nha, thoải mái. Cây này được 16,5 đến 16. Chiều cao là được 63. Tán ngang là 63 luôn. Rồi. Thì cái cây rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 400 thôi nha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 35M cô chú anh chị ha. Một cây Bình Lợi tiếp tục nha cô chú anh chị, cây này cũng ghép được 3 bo ha. Cành nhánh cũng hơi xum xuê nè cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đông số em con ha. Cây này hoành được 13,5. Chiều cao là được 56. Tán ngang là được 57. Rồi, cây này giao lưu như đây ngoài. Thì cây này nó tròn trịa, cây rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình.
cây này nó còn sung cây nó lẻ lớn dữ lắm nha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình cũng thưa nhà vườn mà ủng hộ cho chỉ có 350 thôi nha, coi như cũng có giảm giá nhiều lắm là nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 36 em mờ của chú anh chị ha, một cây xuông mình lại nữa ha, cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Cái này thì cho Tết cũng ok luôn cô chú anh chị ha. Nè, nó không đầy tàn, không ấm thôi, không ấm hung thôi, nhưng mà cái tai cành đều rang cô chú anh chị ha. Nè, cây lên nụ kim hết trơn rồi. Cho Tết thoải mái giùm em nha. Rồi, ngoài đông số này em con ha. Cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là được 60. Tán ngang là được 67. Rồi, cái này mình giao luôn như đâu ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thưa nhà vườn ủng hộ cho nhà vườn chỉ có 400 thôi nha, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Cây rồi, rất là đẹp luôn. Đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 37M của chú anh chị ha. Rồi, một cây bình lợi nữa ha. Cái tàn quá xa đỏ luôn. Rồi. Cây lên nụ kim cho cô chú anh chị. Rồi, ngoài đâm số một con ha. Cây này hoành được 17. Rồi. Chiều cao là được 69. Tán ngang là 69 luôn. Rồi. Rồi, cái này mình giao luôn nha đưa ngoại. Thì cái cây này rất là tròn cây, rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Tàn nhánh gì xung xê ngon quá. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 400 thôi nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi, mã số 38M cô chú anh chị ha. Một cây bình lợi nữa ha. Rồi, còn đông số này em còn ha. Rồi, cây lên nụ nha cô chú anh chị ha. Cây này hoành được 13. Rồi. Chiều cao là được 67. Tán ngang là được 57. Rồi, cái này giao luôn như đây ngoài. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy bộ đế nó cũng có quái quái đẹp lắm nha. Cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 400 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, mã số 39 em màu cô chú anh chị ha. Một cây bình lợi tiếp tục cô chú anh chị ơi. Rồi, ngoài đông số này em con ha. Nè, cây cũng còn đang đi đọt nha cô chú anh chị. Đi thêm cây đọt này đó là làm nụ dừa nha. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 61. Tán ngang là được 54. Rồi. Rồi, cái này mình giao luôn như đây ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái tàn nó cũng tròn, cái dáng của nó cũng đẹp ha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 350 thôi nha, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 40M của chú anh chị ha, cũng là cây cuối clip ngoại giao lưu ngày hôm nay luôn ha. Cũng là một cây xuông mình lại ha, cái tàn quá xá đã luôn. Hàng này thì bao Tết, bao cho Tết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cái tục gừng em bẻ tục gừng nha cô chú anh chị, đã về nhiều khi nở năm cánh của chú anh chị mình la ngoại tội nghiệp ha. Rồi, ngoài đông số một con nha. Cây này hoành được 17. Cây lên nụ rồi ha, hàng thì bao cho Tết nha. Chiều cao là được 58. Rồi. Tán ngang là được 59. Rồi, cái này giao luôn như đây ngoại. Thì cây này nó tròn cây rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cây như vậy cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cái này chỉ có 450 thôi, rất là dễ mua nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha, ngoài chào hết con nha. Rồi, thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe mà ăn phát tài mua may bán đắt nha.
thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho ngoại trong những clip trước cũng như clip này. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhiều của ngoại nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ạ.